Cứ mỗi dịp cuối năm và dịp Tết Nguyên đán, tình hình an toàn giao thông lại có chiều hướng phức tạp. Nhằm bảo đảm và giữ vững an toàn trật tự, Bộ Công an đã chỉ đạo công an các đơn vị địa phương thực hiện ra quân cao điểm trấn áp tội phạm trên các lĩnh vực. Kế hoạch diễn ra từ ngày 15 tháng 12 đến ngày 29 tháng 2 năm 2024. Mục tiêu yêu cầu của đợt ra quân là bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, triển khai đồng bộ quyết liệt các biện pháp, giải pháp, tạo sức răn đe, trấn áp mạnh các loại tội phạm, hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra trong đợt cao điểm nhằm tạo tiền đề thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ công tác năm 2024. Đây là một cái kế hoạch lớn của Công an thành phố đã huy động toàn bộ các lực lượng, các đơn vị nghiệp vụ trong Công an thành phố đồng loạt ra quân và hướng tới cái mục tiêu là chúng tôi đảm bảo an toàn trước, trong và sau Tết Giáp Thìn 2024. Ở trong công tác phòng chống tội phạm thì cũng đã đặt ra rất nhiều các cái vấn đề, không để hình thành các băng ổ nhóm, các cái tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội diễn ra trên địa bàn. Các cái đối tượng cần tập trung đấu tranh các loại tội phạm trong cái dịp cao điểm vào thường liên là cuối năm và đón Tết rồi đầu xuân. Dự kiến lượng phương tiện giao thông sẽ gia tăng mạnh vào dịp này, tạo áp lực lớn cho công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Công an các đơn vị địa phương cũng sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông. Tập trung vào phân luồng đảm bảo ùn tắc, chỉ huy ở những cái điểm mà có tình hình giao thông phức tạp, đồng thời là cũng kết hợp để xử lý những cái lỗi vi phạm trong dịp Tết như là lỗi điều khiển xe mà sử dụng nồng độ cồn đấy, hoặc là chở hàng các cái xe quá khổ quá tải cơi nới, và các cái lỗi mũ bảo hiểm, chở hàng cồng kềnh đấy trong dịp Tết để đảm bảo cho người dân tham gia giao thông được an toàn và thông suốt. Để đợt cao điểm đạt được kết quả tốt nhất, hoàn thành xuất sắc, đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, tạo đà cho việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trong năm 2024, công an các đơn vị sẽ thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện tại cấp cơ sở, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh ngay những tồn tại thiếu sót trong các mặt công tác, chủ động đấu tranh phản bác các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc chống phá của các thế lực thù địch, phản động và phần tử xấu, tạo khí thế mạnh mẽ trong đợt cao điểm. Thưa quý vị, qua 5 năm tổ chức triển khai thực hiện luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, các bộ ngành, ủy ban nhân dân, công an các đơn vị địa phương đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, góp phần quan trọng trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những khó khăn, bất cập phát sinh trong thực tiễn xã hội và sự gia tăng của tội phạm vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này cho thấy vẫn còn tồn tại những kẽ hở cần phải siết chặt. Tham gia vụ gây rối đánh nhau có hung khí với nhiều đối tượng khác, thế nhưng nguyên nhân là gì thì bản thân đối tượng này cũng không biết. Nghĩ bọn cháu hẹn nhau đi đánh nhau, xong rồi xuống dưới và là người cầm dao phóng với nhau. Tụ tập, dùng hung khí đe dọa người đi đường, hẹn nhau xử lý mâu thuẫn trên mạng xã hội của các đối tượng còn trong độ tuổi vị thành niên là vấn đề khiến cho dư luận không khỏi lo lắng trong thời gian gần đây. Các vụ việc đều là tự phát, nhưng đáng nói, không còn là mâu thuẫn nhỏ giữa cá nhân, các vụ đánh nhau đã dần trở thành các vụ hỗn chiến. Thậm chí có đến hàng chục đối tượng tham gia. Điều này dấy lên một hồi chuông báo động về việc cần siết chặt hơn việc giám sát, xử lý các hành vi tàng trữ, sử dụng, buôn bán các loại vũ khí, hung khí. Qua đây thì cũng kiến nghị cơ quan chức năng có những cái hình phạt nghiêm khắc đối với các hành vi này để mang tính chất răn đe, và những cái bản án như vậy cần phải được phổ biến tuyên truyền rộng rãi để cho sâu rộng quần chúng nhân dân, cho các cháu, cho bố mẹ cháu nhận thức rằng đấy là cái hành vi của con em mình là vi phạm, và nếu như có những hành vi như vậy là sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và thậm chí là đi tù. Cần phải nghiên cứu để điều chỉnh những cái nội dung chính sách ở trong cái luật quản lý vũ khí, sử dụng vũ khí và liệu nổ công cụ hỗ trợ này, thì chúng tôi muốn đưa những cái mà chúng ta còn đang bất cập chưa xử lý được vào để xử lý thì mới có tính răn đe cao.
Bên cạnh việc gia đình và nhà trường cần tích cực trong việc giám sát, giáo dục, quản lý không gian mạng cho các em ở lứa tuổi vị thành niên, thì lực lượng chức năng cũng cần mạnh tay, liên tục tăng cường tuần tra kiểm soát để khoanh vùng, từ đó có biện pháp giám sát thường xuyên những đối tượng đã vi phạm, giảm thiểu các vụ việc đáng tiếc xảy ra. Mới đây tại Hà Nội, Công ty Xuất bản Khoa học và Giáo dục Thời đại phối hợp cùng với một số trường học tổ chức chuỗi tọa đàm đào tạo nhân cách phương châm giáo dục của trường trung học số 1 Hoa Kỳ với hai diễn giả người Mỹ gốc Hàn. Tọa đàm được tổ chức trực tiếp và trực tuyến đã thu hút được đông đảo sự quan tâm của những người làm giáo dục và các bậc phụ huynh và các học sinh tại Hà Nội. Trong bối cảnh xã hội xuất hiện những biểu hiện xuống cấp của văn hóa ứng xử, văn hóa học đường và đạo đức xã hội, việc xây dựng văn hóa ứng xử cũng như đào tạo nhân cách cho thế hệ trẻ ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường là việc làm cần thiết và cấp thiết. Nắm được tính thời sự đó, Công ty Xuất bản Khoa học và Giáo dục Thời đại ấn hành cuốn sách Đào tạo nhân cách, phương châm giáo dục của trường trung học số 1 Hoa Kỳ, đồng thời tổ chức chuỗi tọa đàm về vấn đề này từ ngày 18 tháng 12 năm 2023 đến ngày 23 tháng 12 năm 2023 tại nhiều ngôi trường với hai diễn giả người Mỹ gốc Hàn là tác giả của cuốn sách nhằm tiếp cận vấn đề gần hơn tới những người làm giáo dục, các giáo viên, phụ huynh và học sinh ở các ngôi trường. Tại tọa đàm, các vấn đề về giáo dục Việt Nam, tầm quan trọng của việc đào tạo nhân cách, ý nghĩa của việc xây dựng văn hóa học đường trong bối cảnh hiện đại cũng được các chuyên gia và khách mời tham gia thảo luận sôi nổi. Đồng thời, tác giả của cuốn sách cũng chia sẻ về nội dung cuốn sách với ý nghĩa nuôi dưỡng nhân tài với nhân cách tốt chính là kim chỉ nam, là giá trị đích thực hướng tới trong mọi hoạt động giáo dục.